prescription productive, có nghĩa là thực hành tốt phân phối thuốc. Thì phân phối có nghĩa là mình vận chuyển thuốc từ cái cơ sở này đến cơ sở khác, mình vận chuyển thuốc từ cái nhà sản xuất nè, từ công ty sản xuất đến các công ty phân phối nè, đến bệnh viện nè, đến các cơ sở bán lẻ. Mà chúng ta sẽ áp dụng theo thông tư số 03 năm 2018 của Bộ Y tế. Đây là cái thông tư mới nhất quy định về GDP. Rồi, thì đúng ra trong cái thông nguyên văn của thông tư này là thực hành tốt phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Thì tuy nhiên thuốc với nguyên liệu làm thuốc thì cái quy định cũng giống nhau thôi, cho nên thường người ta hay nói ngắn gọn là phân phối thuốc. Rồi, trong bài này thì chúng ta cũng sẽ nêu được khái niệm mục tiêu vai trò của GDP nè và những cái quy định chính trong GDP. Thì trong GDP có tổng cộng là 21 nội dung luận. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ tập trung một số nội dung chính nha, và chúng ta sẽ nói nhấn mạnh ở cái phần là nhà xưởng. Rồi, về giải thích từ ngữ thì phân phối thuốc là gì? Thì phân phối thuốc là các hoạt động phân chia và di chuyển bảo quản thuốc trong quá trình mà chúng ta đưa thuốc từ nơi này đến nơi khác ha, bằng các cái phương tiện vận chuyển khác nhau. Thì chúng ta có thể làm vận chuyển thuốc từ kho của cơ sở sản xuất là cơ sở nhập khẩu đến người sử dụng, và từ cơ sở phân phối đến người sử dụng, hoặc là đến các cái điểm phân phối, hoặc là giữa các điểm phân phối với nhau đó. Thì bây giờ cái quá trình mà chúng ta di chuyển thuốc đó, thì trong suốt cái thời gian mà di chuyển thuốc thì thuốc vẫn phải được bảo quản đúng theo quy định. Tức nghĩa là bây giờ là chúng ta vận chuyển thuốc thì chúng ta phải có những cái xe chuyên dụng để chúng ta vận chuyển thuốc. Còn nếu như chúng ta vận chuyển số lượng ít thì chúng ta để ở trong xe để chúng ta có thể vận chuyển bằng xe máy, nhưng mà chúng ta phải có cái phương tiện bảo quản làm sao để nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Ví dụ giống như là chúng ta thấy là những ngày gần đây thì cái mùa này là thời tiết rất là nóng, mà mình đã học về bảo quản hôm qua mình biết rồi, thì cái điều kiện bảo quản thuốc là mình duy trì với nhiệt độ là dưới 30 độ C. Tuy nhiên là bây giờ mình đi ở ngoài trời như vậy thì nhiệt độ nó sẽ đến 36, 37 độ, như vậy nó ảnh hưởng lên thuốc thì sao? Như vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển thuốc đó thì chúng ta phải phải lưu ý về cái vấn đề bảo quản nha. Cho nên ngay trong cái khái niệm mà đã nói rồi, phân phối thuốc là hoạt động phân chia, di chuyển và bảo quản thuốc trong quá trình di chuyển đó. Như vậy thì quá trình mình di chuyển trên đường nữa, mình bảo quản thuốc làm sao, mình để thuốc trong cái thùng hay trong cái hộp, hoặc là mình để trong xe như thế nào đó để tránh mưa tránh nắng. Phân phối nguyên liệu làm thuốc thì cũng tương tự như phân phối thuốc ha. Thì chúng ta sẽ di chuyển nguyên liệu làm thuốc từ cơ sở sản xuất đến các cái cơ sở làm mà sử dụng của nguyên liệu đó, tức là từ cơ sở sản xuất nguyên liệu đến cơ sở sản xuất thuốc. Rồi, thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc là một cái bộ nguyên tắc tiêu chuẩn về phân phối thuốc và phân phối nguyên liệu làm thuốc nhằm đảm bảo chất lượng thuốc nguyên vẹn. Và cái việc mà đảm bảo chất lượng của thuốc là của nguyên liệu làm thuốc một cách nguyên vẹn như vậy á, thì đòi hỏi là trong cái quá trình mà chúng ta phân phối thuốc đó thì chúng ta phải có cái sự kiểm soát đầy đủ các hoạt động mà trong đó quan trọng nhất đến là cái vấn đề về bảo quản, tránh bị thất thoát nè, rồi tránh những cái tác động từ cái yếu tố môi trường lên thuốc, lên nguyên liệu làm thuốc. Rồi, cơ sở phân phối thuốc là cơ sở thực hiện các cái hoạt động phân phối thuốc, phân phối nguyên liệu làm thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc, hay là cơ sở phân phối vaccine, phân phối sinh phẩm y tế nè, và những cái cơ sở hoạt động phân phối không vì mục đích thương mại, tức là có những cái chương trình viện trợ thuốc, hay là chương trình tài trợ thuốc, chương trình quốc gia thuốc về thuốc đó. Thì những cái thuốc đó là không có vì mục đích kinh doanh, tức là người ta xếp vô cái nhóm đó là hoạt động không vì mục đích thương mại. Như vậy thì những cái công ty phân phối nè, thì đó là cái nó như thuộc vô cái nhóm là cơ sở phân phối nè, rồi những cái đơn vị mà làm cái dịch vụ vận chuyển nè, hoặc là những cái đơn vị mà cho thuê kho rồi làm dịch vụ vận chuyển thì nó cũng xếp vô cái nhóm cơ sở phân phối. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp một số cái khái niệm nữa ha. Thì khái niệm về tồn tại nè, thì hôm qua mình đã nói rồi, tồn tại là sai lệch so với cái tiêu chuẩn. Rồi WHO là tổ chức y tế thế giới,
Rồi GDP thì trên đầu bài mình đã nói rồi, đó là thực hành tốt về phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Về đánh giá GDP thì chúng ta thấy là nó sẽ có cái sự khác biệt. Cái bài mấy bài trước thì cuối bài cô mới nói cái phần đánh giá này, nhưng mà bài này nó luôn từ đầu bài để mấy anh chị phân biệt. Thì hôm qua mình đã nói là phần đánh giá về GMP nè, GSP nha, và GLP á, thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ lên Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế. Còn riêng đánh giá về GDP và GBP thì hai cái loại hình này sẽ do Sở Y tế quản lý. Cái này Sở Y tế là Sở Y tế địa phương ha, thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ lên Sở Y tế địa phương. Rồi bây giờ mấy anh chị ở Cần Thơ đi đó, nhưng mấy anh chị hộ khẩu ở Cần Thơ, quê mấy anh chị Cần Thơ, nhưng mà mấy anh chị sang Vĩnh Long, mấy anh chị nộp một cái hồ sơ để mấy anh chị muốn sang Vĩnh Long để mở một cái công ty, thì mấy anh chị sẽ nộp hồ sơ lên Sở Y tế Vĩnh Long ha. Tức là mình sẽ nộp về hồ sơ về Sở Y tế địa phương nơi mà công ty chúng ta đặt trụ sở. Rồi thì Sở Y tế cũng sẽ tổ chức cái đoàn đi thẩm định đánh giá, và thời hạn của giấy chứng nhận CDP cũng là 3 năm luôn, thống nhất luôn là 3 năm, giống như những cái tiêu chuẩn khác. Và cái việc đánh giá đó thì các cái trình trình tự, các cái bước tiến hành đánh giá thì tương tự, không tương tự, tức là cũng thành lập đoàn đánh giá rồi đi đến kiểm tra thực tế tại cơ sở. Thì kiểm tra thì sẽ bao gồm kiểm tra dựa trên cái hồ sơ chúng ta gửi, dựa trên cái quan sát thực tế và phỏng vấn nhân viên, đó là những cái hoạt động trong cái quá trình mà thẩm định đánh giá. Thì nó sẽ có 3 mức độ, mức độ là đạt, là mức độ 1 đó, tức là chúng ta sẽ đạt theo cái yêu cầu và có những cái tồn tại nhỏ thì cơ sở tự khắc phục. Ở mức độ 2 đó thì chúng ta chưa đạt ha, nhưng mà được báo cáo khắc phục. Còn mức độ 3 là coi như không đạt luôn. Thì cái cách đánh giá thì mấy anh chị có thể là tham khảo thêm ở trong thông tư 03 hay quy định về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá rồi các bước tiến hành kiểm tra đánh giá. Và như vậy một cái điểm khác biệt duy nhất đó là cái cơ quan đánh giá thôi mấy anh chị. Thì đây thì cái cơ quan đánh giá là Sở Y tế địa phương ha. Thì bởi vì cái loại hình mà doanh nghiệp phân phối với lại cơ sở bán lẻ thì rất là nhiều, cho nên là Sở Y tế sẽ quản lý, và cái mức độ mà cái tiêu chuẩn nó cũng không quá nhiều như là đối với lại là cái cơ sở sản xuất hay là cơ sở phân phối, cơ sở bảo quản, cơ sở kiểm nghiệm. Cho nên những cái mình hình dung những cái nào mà nó quy mô lớn đó thì Bộ Y tế sẽ quản lý, còn đối với những cái quy mô nhỏ và số lượng nhiều thì Sở Y tế cấp địa phương sẽ quản lý. Rồi chúng ta sẽ nói về thực hành tốt phân phối thuốc, thì được trích từ phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư số 03 năm 2018. Thì trong thông tư này có nhiều phụ lục đó mấy anh chị, thì cái phụ lục số 2 là quy định về cái biểu mẫu văn bản nha. Thì chúng ta sẽ nói cái nội dung của GDP nằm ở trong phụ lục số 1. Rồi, đây là toàn bộ 21 nội dung theo GDP ha. Đó thì chúng ta cũng không thể nào mà nói hết 21 nội dung này được. Do vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái nội dung chính ha mấy anh chị. Thì những nội dung chính chúng ta sẽ tập trung thì nó cũng sẽ liên quan đến năm chữ M ha. Thì đầu tiên đó là chúng ta nói về công tác nhân sự, thì nhân sự với tổ chức quản lý ha anh chị, là nó liên quan tới chữ M đầu tiên là men ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về nhà xưởng, kho tàng, bảo quản, đó, về phương tiện vận chuyển và trang thiết bị, đó là hai nội dung mà chúng ta sẽ nhấn mạnh ở đây. Rồi những cái nội dung khác như là về bao bì nè, và các ghi nhãn trên bao bì, thì cái này nó sẽ theo quy định tại thông tư 01 năm 2018 của Bộ Y tế về quy chế ghi nhãn. Rồi việc gửi hàng và tiếp nhận nè, rồi việc vận chuyển thuốc, vận chuyển và thuốc trong quá trình vận chuyển, rồi về hồ sơ tài liệu, rồi về đóng gói và dán nhãn lại, rồi về khiếu nại thu hồi đó, những cái trường hợp sản phẩm bị trả lại về thuốc giả. Thì những cái nội dung này mấy anh chị sẽ xem thêm ở trong cái tài liệu của mình ha. Tại vì mình cũng không có đủ thời gian để mình nói hết, thì ở đây cái phần chúng ta sẽ nói là 3 4 nội dung mà cô tô màu đỏ. Rồi
ngời. Chúng ta lại nhìn thấy cái sơ đồ này một lần nữa, thì GDP anh chị, thì GDP là một phần của cái hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện, nhằm cái để đảm bảo được cái mục tiêu số 1 của chính sách quốc gia về thuốc ở Việt Nam, đó là cung ứng đầy đủ thuốc có chất lượng đến tay người dùng đó. Thì cái vai trò của hệ thống phân phối rất là quan trọng. Thì chúng ta ở, nếu mà chúng ta ở những khu vực nội thành, ở thành phố thì chúng ta rất là dễ dàng đi mua thuốc, thậm chí một cái đoạn đường khoảng vài trăm mét thôi nhưng mà có hàng chục cái nhà thuốc đó. Tuy nhiên thì ở những cái vùng sâu vùng xa, nhiều khi là chúng ta có những cái vùng là chúng ta đi cả một cái đoạn đường rất là dài, hoặc là thậm chí là cả một cái xã đó chỉ có một vài cái nhà thuốc thôi đó. Rồi cái việc mà thuốc đó, nó bị thiếu, nó không đủ theo danh mục đó. Cho nên cái việc mua thuốc đó thì nó cũng rất là khó khăn đó. Thì như vậy thì mới thấy được là cái vai trò của hệ thống phân phối rất là quan trọng đó. Phân phối thì phân phối thuốc không chỉ là chúng ta vận chuyển thuốc từ nơi này đến nơi khác, mà một cái việc hết sức quan trọng là chúng ta phải chú ý về cái công tác bảo quản trong quá trình vận chuyển, là chúng ta làm đảm bảo là luôn luôn duy trì cái nhiệt độ và độ ẩm nó nằm trong cái giới hạn cho phép. Tức là ở trong kho mấy anh chị, nhiệt độ là không quá 30, độ ẩm là không quá 75%. Thì bây giờ khi mà trên cái xe vận chuyển đó, thì nó cũng phải giống vậy, tức là nhiệt độ trên xe nó cũng phải dưới 30, không quá 30, và độ ẩm nó cũng phải đảm bảo trong mức cho phép đó. Như vậy thì mình thấy là hôm qua mình nói ở trong kho là có một cái nhiệt kế để theo dõi, thì chắc chắn ở trên xe mình cũng sẽ phải có một cái nhiệt kế theo dõi luôn đó. Rồi về phần giải thích từ ngữ thì những cái từ ngữ này á mấy anh chị, nó cũng không có mới lạ gì với mình ha, tại vì mình đã học tới bài này rồi. Thì có những cái khái niệm nó cũng lặp đi lặp lại rồi, ví dụ như là khái niệm tạp nhiễm và nhiễm chéo là cũng quen thuộc nè, rồi khái niệm sản phẩm trung gian nè, rồi về biệt trữ nè, lấy mẫu nè, tuổi thọ nè, hay là shop, thì những khái niệm này cũng quen thuộc với mình rồi, thì thôi mấy anh chị có thể xem lại ha. Rồi về cái khái niệm phê pho thì cái này mình rất là quan trọng nè, tại vì ở trong kho bảo quản thì mấy anh chị biết là mình sợ nhất là cái vấn đề thuốc hết hạn, tại vì không phải là chỉ là thuốc hết hạn mình đem đi bỏ là xong, thì thuốc hết hạn là mình phải lập hồ sơ rồi mình mới xin hủy thuốc đó, và phải có cái hội đồng hủy thuốc, và sau khi hủy thuốc thì phải báo cáo về Sở Y tế nữa. Do vậy thì trong bảo quản trong kho thì mình phải lưu ý cái vấn đề là chống quá hạn dùng, mà để đảm bảo không có bị thuốc bị quá hạn thì chúng ta phải hết sức lưu ý về cái hạn dùng của thuốc, và trong quá trình mà cấp phát phân phối thì chúng ta sẽ lưu ý nguyên tắc phê pho trước rồi mới đến phi pho. Phê pho thì có nghĩa là hết hạn trước xuất trước, còn phi pho là cái nào nhập trước thì chúng ta sẽ xuất trước nếu mà hạn dùng như nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái mục hệ thống tổ chức và nhân sự. Thì đây là một cái sơ đồ tổ chức, này cũng đơn giản thôi mấy anh chị, là một cái sơ đồ của một cái công ty phân phối rất là nhỏ thôi, nó quy mô gia đình thôi. Thì chúng ta thấy nè, cái sơ đồ tổ chức đó là để thể hiện rằng là cái mối quan hệ của các nhân viên ở trong công việc, ở trong công ty đó, thì cái bộ phận nào sẽ báo cáo cho bộ phận nào và bộ phận nào là chỉ đạo. Thì đây là một cái công ty phân phối thuốc, do vậy thì phải có một cái người gọi là cái người đứng mũi chịu sào đó mấy anh chị, là cái người phụ trách chuyên môn. Thì giám đốc có thể là họ không có thể là không có chuyên môn về dược, họ thể là họ chỉ ở trong chuyên ngành kinh tế thôi, nhưng mà phải có một cái người phụ trách chuyên môn. Thì người phụ trách chuyên môn này phải là dược sĩ đại học, và họ sẽ có cái chứng chỉ hành nghề trong cái lĩnh vực là phân phối. Rồi trong công ty thì sẽ có bộ phận kinh doanh nè, bộ phận kho nè, bộ phận kế toán. Đây là những cái bộ phận cơ bản nha. Rồi bộ phận kinh doanh này thì có thể là nếu lớn thì hình thành một cái phòng kinh doanh, rồi bộ phận kho, rồi bộ phận kế toán, hay là bộ phận văn phòng. Đó thì bây giờ những cái vị trí mà chuyên môn nè mấy anh chị, phụ trách chuyên môn nè thì phải là dược sĩ đại học. Rồi ở bộ phận kinh doanh với bộ phận kho thì cũng phải có trong chuyên môn về dược. Rồi hôm qua mình nói rồi, bộ phận kho đó thì nếu như mình phân phối cái thuốc thông thường, anh chị, thuốc thành phẩm thông thường, tức là không phải thuốc kiểm soát đặc biệt đó, thì thủ kho là dược sĩ trung học trở lên là được nha. Và bộ phận kinh doanh cũng vậy mấy anh chị, bộ phận kinh doanh thì cũng yêu cầu có trong chuyên môn về dược nha.
Và cái phần mà kinh doanh dược ở đây nè, thì người ta gọi là người giới thiệu thuốc, hay mấy anh chị quen gọi là trình dược viên. Thì Bộ Y tế cũng có một cái thông tư quy định về việc là về cái hoạt động đối với lại người giới thiệu thuốc, những hoạt động giới thiệu thuốc nào thì được cấp phép. Và công ty á, doanh nghiệp của mình á, thì phải gửi cái danh sách trình dược viên, là danh sách người giới thiệu thuốc lên Sở Y tế, và có cấp thẻ quản lý người giới thiệu thuốc nha anh chị. Rồi, một nhân sự anh chị, một nhân sự là một mà chúng ta sẽ nói kỹ nè. Tại vì cái phần sơ đồ tổ chức á mấy anh chị, thì nó tổ chức và quản lý đó, nó giống như bên cái bài GP hôm qua đó nha. Chúng ta cũng đã nói là nhân viên là có bản mô tả công việc nè, có thể hiện mối quan hệ trong công tác nè, rồi phải được phân công công việc rõ ràng. Thì cái phần đó mình có thể xem thêm lại bên bài GP. Rồi một nhân sự nè, thì cũng tương tự như những cái bài trước, thì tất cả nhân viên tham gia vào các cái hoạt động liên quan đến hoạt động phân phối thuốc phải có trình độ chuyên môn phù hợp với chủng loại thuốc phân phối và được đào tạo về GDP đó. Như vậy thì mình lưu ý là những cái vị trí chuyên môn giống như cô nói nãy đó, là người phụ trách chuyên môn nè, bộ phận kho, bộ phận kinh doanh, là đó là những cái bộ phận mà phải có chuyên môn về dược. Còn bộ phận kế toán là người ta có chuyên môn kế toán thôi, chứ giờ không yêu cầu bộ phận kế toán có chuyên môn về dược, nên là người ta có thêm chuyên môn về dược thì rất tốt, còn không thì không yêu cầu. Rồi nhân viên ở trong công ty phải được mà đào tạo ban đầu nè, đào tạo liên tục và phù hợp với nhiệm vụ được giao, và phải có một cái chương trình đào tạo bằng văn bản. Nội dung đào tạo thì phải bao gồm cái chủ đề về an toàn sản phẩm cũng như là những cái khía cạnh về nhận dạng sản phẩm nè, có những cái dấu hiệu để phát hiện sản phẩm giả đó. Và các cái khóa mà đào tạo này phải được lưu hồ sơ. Như vậy thì thông thường đó mấy anh chị, thì cái hoạt động mà đào tạo về thực hành tốt về phân phối thuốc này á, thì bên thì thường thì Sở Y tế địa phương á, thì có thể kết hợp với các trường đại học, và thì có tổ chức cái lớp học, thì tùy theo công ty của mình thôi. Mình có thể là cho tất cả nhân viên chuyên môn đi học, hoặc là cái người mà bắt buộc phải đi học đó là người dược sĩ phụ trách chuyên môn về dược đó. Cái người phụ trách chuyên môn về dược là phải đi học, rồi mình về mình huấn luyện là cho nhân viên của mình không? Thì mình đi học á là mình phải có cái minh chứng, có nghĩa là tôi đi học thì tôi ví dụ mình có đăng cái đơn đăng ký đi học nè, mình có thể lưu lại, hoặc là cái biên lai like mình đóng tiền đi học, rồi cái giấy chứng nhận sau khi mình hoàn thành cái khóa tập huấn này. Và khi mình về mình tập huấn lại cho nhân sự của mình, cho nhân viên trong các bộ phận của mình, thì mình phải có danh sách tập huấn nè, có bài kiểm tra nè nha. Rồi cái này mình cũng nhắc lại ngày hôm qua ha mấy anh chị. Thủ kho bảo quản thuốc thì trong trường hợp tức là thuốc thông thường nha, thuốc mà không có kiểm soát đặc biệt thì từ dược sĩ trung học trở lên. Rồi thủ kho của cơ sở phân phối thuốc cổ truyền thì chúng ta sẽ ưu tiên là trung cấp y học cổ truyền hoặc là lương y, lương dược. Rồi nếu mà không có những cái vị trí này thì chúng ta có thể là thay thế bằng dược sĩ trung học được, nhưng mà phải có cái văn bản cho phép. Không? Tại vì sao? Tại vì bây giờ là quy định là phải những cái vị trí này, nhưng mà bây giờ trong cái thời điểm hiện tại là công ty mình chưa có nhân sự có cái bằng cấp phù hợp, thì ở đây mình có thể là cho phép là dược sĩ trung học không? Là làm thủ kho, nhưng mà cái văn giám đốc là phải có cái văn bản cho phép, lãnh đạo có cái văn bản cho phép, và cho phép trong cái thời gian ngắn hạn, có nghĩa là ví dụ như là 6 tháng hoặc là 1 năm trong khi chờ đợi mình có những cái nhân sự này. Rồi đối với cơ sở phân phối thuốc có yêu cầu quản lý đặc biệt, như là thuốc gây nghiện nè, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ, hoặc là những cái thuốc dạng phối hợp có chứa dược gây nghiện, dược chất hướng thần, chứa tiền chất, rồi nguyên liệu để sản xuất nên những cái thuốc này và thuốc độc. Đó. Nói tóm lại là những cái thuốc mà phải có cái yêu cầu quản lý đặc biệt. Tại vì mình muốn kinh doanh những cái thuốc này nè mấy anh chị, là mình phải đăng ký Sở Y tế nha, mình muốn phân phối thuốc này phải đăng ký Sở Y tế. Thì thủ kho phải đáp ứng các quy định tại quy chế liên quan trong thông tư số 20 năm 2017 và trong nghị định 54 và nghị định 155 đó. Thì nhìn chung đó mấy anh chị, thì nếu mà cái cơ sở này á, nó là thông thường đó mấy anh chị, đối với thuốc gây nghiện là dược sĩ đại học nha anh chị, thuốc gây nghiện là dược sĩ đại học đó. Thì cái cơ sở chúng ta, nếu mà chúng ta có phân phối những cái thuốc này thì
đối với thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất ấy, thì những cái cơ sở thuốc phóng xạ đó, những cái cơ sở phân phối tư nhân thông thường thì cũng ít ít phân phối, tại vì chỉ có một số công ty dược trực thuộc tổng công ty dược Việt Nam đó, công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1, 2, 3 đó, đó là những cái công ty đó thì sẽ được phép phân phối thuốc gây nghiện. Còn đối với những công ty tư nhân á, thường là chúng ta sẽ phân phối một cái thuốc dạng phối hợp, ha, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, hướng thần và tiền chất. Thì bây giờ chúng ta muốn phân phối cái thuốc đó, thì chúng ta phải lập thêm một cái hồ sơ, chúng ta đăng ký bên Sở Y tế. Đó là chúng ta có một cái hồ sơ thuyết minh rằng là cơ sở của chúng ta là đủ điều kiện để chúng ta phân phối những thuốc này, đủ điều kiện về cơ sở vật chất nè, về điều kiện bảo quản nè, về nhân sự nè, đó, và chúng ta có những cái quy trình kiểm soát thì chúng ta đăng ký lên Sở Y tế mới cấp phép cho chúng ta phân phối những thuốc này đó. Cho nên là cái thuốc kiểm soát đặc biệt này á, là có cơ sở có cơ sở không nha. Rồi, nhân viên kiểm tra kiểm soát chất lượng thuốc phải có trình độ là dược sĩ đại học. Thì cái người mà kiểm tra kiểm soát chất lượng thuốc này nè, có thể là người dược sĩ phụ trách chuyên môn luôn. Tại vì cái người dược sĩ phụ trách chuyên môn đã là dược sĩ đại học rồi thì là người ta thường là sẽ làm luôn cái nhiệm vụ này nè. Rồi, đối với thủ kho của cơ sở phân phối vaccine và sinh phẩm y tế thì từ trung cấp y dược trở lên, nhân viên làm nhiệm vụ vận chuyển phải có trình độ chuyên môn về dược từ trung học trở lên, nhân viên làm nhiệm vụ cấp phép phải có trình độ từ sơ cấp y dược trở lên. Đó, nói chung là trừ cái bộ phận kế toán nha, còn cái bộ phận mà kho, bộ phận kinh doanh với cái bộ phận chuyên môn đảm bảo chất lượng đó thì phải là từ từ chuyên môn từ sơ cấp y dược trở lên, nó tức là phải có trình độ chuyên môn về y tế. Rồi, đây là cái quy định nhân sự nói chung nha. Rồi bây giờ giả sử như của mình chỉ kho thuốc thôi, ha, kho bảo quản thuốc ha anh chị, kho bảo quản thuốc nè. Giờ giờ đây là này, nói chung là tất cả các cái phân phối nhiều, bây giờ rồi mình xác định rồi, công ty của mình chỉ phân phối thuốc thôi, thuốc mà là thuốc thông thường nữa, không, thuốc này là thuốc thuốc không phải kiểm soát đặc biệt, thì chúng ta sẽ có cái vị trí là thủ kho, ha, thủ kho bảo quản thuốc là dược sĩ trung học trở lên. Rồi một cái người kiểm soát chất lượng thuốc, đó là cái này là cái bộ phận đảm bảo chất lượng nếu mấy anh chị là dược sĩ đại học. Rồi người vận chuyển là dược sĩ trung học, cấp phát là sơ cấp, cấp phát là gì mấy anh chị, soạn thuốc. Không, khi mà nhận được một cái đơn hàng thì sẽ có nhân viên là tiến hành soạn hàng, đóng gói rồi giao cho cái bộ phận đi giao hàng. Đó, thì bây giờ nếu như cái kho mình nhỏ mấy anh chị, cái kho mình nhỏ ha, thì có thể là cái người vận chuyển này nè kiêm luôn là người cấp phát luôn, không? Tức là soạn hàng rồi đóng gói rồi đi giao hàng luôn. Đó. Còn công ty mình lớn hơn, quy mô lớn hơn thì sẽ có nhiều cái vị trí. Đó. Rồi như vậy mình thấy rõ ràng là các cái nhân sự nào mà có tiếp xúc với thuốc ha, thì yêu cầu phải có chuyên môn về y tế. Rồi đó là một nhân sự. Rồi một tiếp theo là về nhà xưởng, kho tàng và bảo quản. Đó. Như vậy thì phải có cái kho bảo quản thuốc đúng không? Giờ mình không có kho gì, mình đâu có chỗ để thuốc. Rồi chúng ta sẽ lưu ý một số chính nha. Cái mục này nó có liên quan đến GFP. Mục 9.1, các nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc được áp dụng trong mọi hoàn cảnh và thuốc được bảo quản và trong suốt quá trình phân phối. Cái câu này rất là quan trọng nè mấy anh chị. Tức là chúng ta phải áp dụng GFP trong suốt quá trình bảo quản thuốc tại kho và trong cái quá trình vận chuyển. Đó. Mà GFP mình đã nói rồi ha, mình đã biết rồi, nó liên quan nhiều đến cái điều kiện bảo quản. Như vậy thì chúng ta phải xem cái điều kiện bảo quản thuốc của chúng ta. Nó điều kiện ghi trên nhãn. Rồi, chúng ta xem cái điều kiện ghi trên nhãn xem là cái thuốc này bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm như thế nào. Thì chúng ta duy trì cái nhiệt độ bảo quản ở trong kho như vậy, và trong quá trình mà vận chuyển trên xe thì cũng phải được duy trì như vậy luôn. Rồi, cái khu vực bảo quản chính là cái khu vực kho đó, phải có biện pháp ngăn ngừa ha, những người không được phép đi vào khu vực bảo quản. Nhân viên kho phải tuân thủ các chính sách của cơ sở nhằm duy trì một môi trường làm việc an toàn, an ninh và hiệu quả. Như vậy có nghĩa là sao? Không phận sự thì cấm vào. Chỉ có những người nào mà được phân công làm nhiệm vụ ở trong kho, đó là thủ kho nè, rồi nhân viên cấp phát nè, nhân viên vận chuyển nè, đó những người đó thì được phép vào trong kho, nhân viên kiểm soát chất lượng nè, đó rồi những cái bộ phận khác.
đó thì khi mà không có yêu cầu đặc biệt thì sẽ không được phép vào kho. Rồi khu vực bảo quản thuốc phải có đủ diện tích và có đủ không gian để bảo quản các nhóm thuốc khác nhau. Đó thì ở đây á thì thông thường ở trong kho đó thì tùy theo cái kho phân phối của công ty, người ta có thể phân phối một nhiều mặt hàng hoặc là ít mặt hàng, thì cái cách sắp xếp phân loại làm sao cho nó phù hợp ha. Thì người ta có thể là phân theo cái nhóm dược lý đó. Tức là người ta phân theo cái nhóm dược lý, nhưng mà có những nhóm mình không có bán thì có thể mình phân loại theo ra thuốc thuốc uống, rồi thuốc tiêm, rồi thuốc dùng ngoài, hoặc là người ta phân loại theo thứ tự chữ cái ABC cho người ta dễ tìm cái tên thuốc đó. Thì cái việc phân loại như thế nào là do công ty, nên do cái tùy theo tình hình thực tế cái đơn vị của mình. Tuy nhiên đó thì cái cách mà chúng ta khuyến cáo mình á, người bên bên thì mình vẫn nên phân loại theo nhóm tác dụng dược lý để chúng ta dễ kiểm soát cái thuốc đó. Rồi như vậy thì trong kho của mình á, mình sẽ cần có những cái chỗ ha để mình gọi là cái khu vực bị trữ, để mình để những cái sản phẩm bị loại nè, bị trả về hoặc là bị thu hồi, hoặc là những cái sản phẩm nghi ngờ bị làm giả đó. Thì cái mà mình thu hồi thì nó cũng không có phổ biến, có thể là nhiều khi là có khi cả năm mình không có trường hợp là thu hồi hoặc không có trường hợp bị trả về, nhưng mà mình phải có khu bị trữ, nên mình phải có một cái khu vực dành cho bị trữ ở trong kho của mình à, và mình phải có một cái sổ để mình theo dõi về cái phần bị trữ này đó. Thì cái khu vực bảo quản á, đối với thuốc á, thì cái diện tích mặt bằng tối thiểu là 30 mét vuông nha. Tức là đây là cái khu vực bảo quản, là cái kho thuốc thôi, không tính những khu vực khác nha anh chị, không tính những khu vực khác. Tức là cái khu vực bộ phận văn phòng thì mình có thể để ở bên ngoài kho, và cái bộ phận tiếp nhận hàng, tại vì mình là phân phối mà, phân phối thì có nghĩa là hàng từ công ty sản xuất họ họ họ, họ di chuyển đến cho mình, rồi mình kiểm tra hàng mình mới nhập lên kho. Mình nhập lên kho xong rồi thì khi có đơn hàng thì mình mới soạn hàng và mới đi giao hàng đến cho các cái cơ sở bán lẻ chẳng hạn đó. Thì như vậy thì cái khu vực nhận hàng và khu vực văn phòng thì có thể bên ngoài kho nha. Còn ở trong cái 30 mét vuông này nè mấy anh chị, đó là cái khu vực bảo quản thôi. Ngoài thêm một cái nữa, thể tích là 100 mét khối. Vậy cái này nó khác với nhà thuốc nè. Nhà thuốc thì chỉ quy định cái diện tích thôi, không? Diện tích là 10 mét vuông, nhưng diện tích cái khu vực trưng bày thuốc đó là tối thiểu là 10 mét vuông. Còn đối với lại công ty thì quy định diện tích sàn đó mấy anh chị, diện tích mặt bằng là 30 mét vuông ha, và dung tích là thể tích là 100 mét khối, tức là tính luôn chiều cao. Trường hợp mà chúng ta bán buôn thuốc dược liệu đó thì cái diện tích mặt sàn tối thiểu là 200 mét vuông và dung tích tối thiểu là 600 mét khối đó. Như vậy thì bởi vì dược liệu là nó cồng kềnh đó mấy anh chị, để nó chiếm chỗ cho nên đòi hỏi cái kho nó sẽ rộng hơn. Còn cái kho thuốc của mình thì cái thuốc thành phẩm của mình á thì kho yêu cầu là 30 mét vuông thôi. Rồi mấy anh chị có thể nhìn thấy đây ha mấy anh chị. Như vậy như đây là một cái sơ đồ bố trí kho bảo quản thuốc, thì cái sơ đồ này mình phải vẽ nè. Ở trong cái hồ sơ của kho mình có phải cái sơ đồ bố trí kho. Đó, và ví dụ như đây nè, mấy anh chị nhìn cái kho này vừa đủ 30 mét luôn nè. Chiều rộng 4,3 m không, chiều dài 7,2 m, chiều cao 3,5 m, tức là nó cũng cỡ một cái phòng nhỏ nhỏ thôi đó. Thì đây là công ty quy mô gia đình nè, thì mình nhân ra thì nó cũng vừa đủ một 30 mét vuông với 100 mét khối luôn anh chị, hơn tí xíu thôi. Rồi thì ở này mình sẽ phân bố cái kho của mình theo GP ha mấy anh chị. Thì trong kho đó, trong cái môn quản lý tồn trữ mình chỉ có học cái bài kho thuốc đó nha. Thì bây giờ mình trong kho của mình ha, mình sẽ có cái khu vực cửa kho nè. Rồi rồi mình sẽ có những cái khu vực để mình để thuốc, đó là cái kệ thuốc. Ví dụ như trong kho này dễ đơn giản là có hai kệ thuốc hả đó. Rồi có một cái chỗ biệt trữ nha. Rồi có máy điều hòa là lắp trong kho để đảm bảo duy trì nhiệt độ nè. Rồi có quạt thông gió nè, để chống ẩm. Đó. Rồi ở đây có khu vực nhận hàng và khu vực xuất hàng. Thì giống như nãy nói đó, nhận hàng là mình nhận hàng từ cái công ty sản xuất về đó, rồi để mình nhập kiểm nhập rồi mình cho lên kệ, rồi khi mà có đơn hàng thì mình sẽ xuất hàng đó. Thì đây là cái khu vực nhận hàng xuất hàng. Thì cái khu vực nhận hàng này là mình có thể để bên ngoài kho được nha anh chị đó. Rồi bây giờ ở trong kho của mình đó, thì mình lưu ý nè, cái kệ thuốc đó, mình sẽ không để sát tường nha, không để sát tường đó, thì nó phải cách cái mép tường là 0,5 m đó.
Thì cái này cũng tương đối thôi mấy anh chị, nếu như kho mình nhỏ quá thì cái khoảng cách này nè nó không đủ 0,5 mét thì có thể là 0,3 mét đó, nhưng mà nó phải không được tựa vào tường nha. Rồi giữa hai cái kệ thuốc phải có cái khoảng cách để mình có thể là mình dễ dàng mình di chuyển vào đây mình lấy thuốc và mình kiểm tra thuốc. À, rồi cái khu biệt trữ thì mình phải có dán nhãn khu biệt trữ. Và trên cái kệ thuốc này nè thì mình có thể là mình chia làm nhiều cái ô đi đó, thì mỗi ô mình phải đánh số cái ô này nè để mình biết được làm cái vị trí này nè, cái sơ đồ nè, vị trí thì mình để thuốc gì, ví dụ như đây mình chia làm 3 ô đi đó, hoặc là cái kệ thuốc này nó có nhiều tầng nhiều ngăn, tại vì đây là mình có cái chiều cao nữa đó. Thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc á, là chúng ta không được để kệ thuốc tụ vào tường, và chúng ta cũng không được xếp thuốc đụng đến trần nhà ha. Và thuốc này phải cao hơn mặt sàn đó, là mình không có đụng trần nhà nè, rồi không tụ vào tường mà không để trực tiếp lên sàn ha. Thì để chống ẩm anh chị, để hạn chế chống ẩm này, cũng như là hạn chế côn trùng đó. Nhà đây là hình ảnh cái kho nguyên liệu nè mấy anh chị, đây là một kho rất là lớn ha. Thì mấy anh chị thấy nè đó, cái thuốc này được để trên các cái kệ, và trên mỗi cái kệ này có cái pallet nữa để trên kệ đó. Thì thuốc là nguyên tắc là chúng ta không để trên sàn nhà, rồi cái kệ thuốc này cũng không có được đụng trần anh chị đó, và khoảng cách giữa hai kệ thuốc phải đủ lớn để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển, chúng ta lấy nguyên liệu lấy thuốc. Và đây là một cái hình ảnh thực tế nè mấy anh chị đó, dù đây là cái kho nguyên liệu nè, còn đây thí dụ như về cái công ty của mình nhỏ đó, cái kho thuốc của mình nè đó, nó nhỏ thôi. Thì mấy anh chị thấy mình có thể là để chất thuốc nha, trên từng cái ô này nè, và những cái ô thuốc như này nè mình có thể mã hóa là mình ký hiệu, ví dụ như mình ký hiệu cái chỗ này là cái vị trí ô này nè, cái kệ số 1, ô số 1 chẳng hạn, nó là để những cái thuốc gì mình vẽ lên sơ đồ luôn để mình biết nha, mình biết mình dễ dàng mình kiểm kê kiểm nhập. Rồi đây là một số cái công thức cần nhớ mà ở bên bảo quản có thể là mấy anh chị đã học rồi đó. Thì cái kho thuốc ha, thì nhắc lại ha, diện tích tối thiểu là 30 m², diện tích thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng, dung tích tối thiểu là 100 m³, thì dung tích mình sẽ lấy là chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Kho dược liệu thì công thức tính cũng tương tự như vậy, nhưng mà diện tích tối thiểu là 200 m² và dung tích tối thiểu là 600 m³. Rồi ở đây trong kho của mình thì mấy anh chị sẽ lưu ý hai cái thông số, đó là hệ số sử dụng diện tích kho và hệ số sử dụng thể tích kho. Thì mấy anh chị thấy trong kho này người ta không có xếp thuốc đặt hết luôn anh chị, mà phải chừa những cái khoảng trống đó. Như vậy thì lý tưởng đó là một cái kho thuốc đó, mình sẽ xếp thuốc khoảng 60% thôi. Như vậy cái hệ số sử dụng diện tích kho đó thì nó sẽ bằng là diện tích xếp thuốc nè, diện tích trực tiếp xếp hàng chia cho diện tích kho. Thì cái hệ số sử dụng diện tích kho nó khoảng 0,55 đến 0,6, tức là nó khoảng 60%. Như vậy bây giờ cái kho của mấy anh chị tối thiểu là 30 m² đó, thì mấy anh chị tính toán sao, mấy anh chị xếp thuốc khoảng 18 m² thôi, còn lại là những cái khoảng không gian trống ha, để lưu thông không khí nè đó. Tại vì mình không được xếp đụng tường nè, không có đụng trần, phải cách sàn nhà đó, và giữa hai cái kệ thuốc phải có cách nhau nữa, cho nên làm sao cái diện tích xếp thuốc khoảng 60% là đạt. Và hệ số sử dụng thể tích kho là K bằng A nhân H nhỏ chia H lớn. A là cái hệ số sử dụng tích kho nè, H nhỏ là chiều cao sắp xếp kho hàng, và H lớn là chiều cao kho đó. Thì chúng ta nói chung á, cái việc quy định hệ số sử dụng diện tích và hệ số sử dụng thể tích kho đó, để mục đích là chúng ta sắp xếp thuốc ở trong kho sao cho nó hợp lý nha, và không được xếp bít cái kho, và chừa không khí lưu thông để chúng ta dễ lấy hàng. Tại vì chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta xếp thuốc đặt như vậy á, thì có nguy cơ là những cái thùng thuốc ở bên trong chúng ta dễ bị quên ha, và nó sẽ dễ bị quá hạn đó. Cho nên chúng ta sắp xếp làm sao để chúng ta dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ kiểm kê đó, và phải đảm bảo những cái quy định này. Nếu như cái kho của mình nhỏ mà thuốc nó nhiều quá, như vậy mình phải có cái kế hoạch mở rộng kho. Đây là một số cái ví dụ ha mấy anh chị. Thì cái ví dụ này là để cho mình tính toán lại thôi, thì mấy anh chị đã học ở bên quản lý tồn trữ rồi, đây cô chỉ có nhắc lại thôi. Giả dụ như là chúng ta có một cái kho thuốc diện tích 120 m², chiều cao kho là 4 m đó. Thì bây giờ người ta yêu cầu mình tính cái diện tích xếp hàng đó. Thì cái này là mình thường gặp mấy anh chị. Tại sao? Tại vì giờ cái kho thuốc của mình diện tích có sẵn rồi, thì bây giờ lý tưởng thì mình chọn cái hệ số A đây, người ta cho mình 0,6 luôn đó. Thì bây giờ cái diện tích xếp thuốc của mình là khoảng 72 m² là đạt, nên mình áp dụng công thức mình tính ra thôi đó.
tương tự như vậy mình cũng sẽ tính được cái chiều cao của khối hàng khoảng 3,2 mét đó. Thì vậy mình tính được những thông số này rồi đó, thì mình sẽ tính toán dựa trên cái diện tích của cái kệ nè, chiều cao của cái kệ nè, để mình biết sao mình sắp xếp thuốc cho nó hợp lý ha. Dĩ nhiên cái này trong thực tế mấy anh chị nó cũng tương đối thôi, tại vì á kho mình là kho bảo quản đó, thì bảo quản là mình sẽ nhận hàng vô rồi mình xuất hàng đi, chứ không phải mình để thuốc ở đó hoài. Cho nên nó sẽ ví dụ giống như cái đợt hàng nó về nhiều mà chúng ta chưa kịp xuất đi đó, thì có thể là cái ở một thời điểm nào đó thì cái A này nó vượt quá 0,6 đó, thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà luôn luôn như vậy thì không chấp nhận đó. Đó, tức là ví dụ một số thời điểm đó, thì có thể là do cái hàng chúng ta chưa xuất đi kịp đó, thì có thể tại thời điểm đó thì cái việc sắp xếp trong kho là nó không đảm bảo cái hệ số này. Nhưng mà vô kiểm kho bất cứ thời điểm nào mà hàng quá cũng đầy như vậy đó, thì chúng ta phải có kế hoạch mở rộng thêm kho. Đây là một cái ví dụ số 2 ha anh chị. Ví dụ giống như là đây là người ta thấy có một cái kho của mình ha. Đó. Y như kho nãy nè mấy anh chị. Chiều dài 7,2, chiều rộng 4,8, chiều cao 36. Nhân viên đo được tổng diện tích sắp xếp thuốc là 26 mét vuông và chiều cao của cái khối thuốc là 2,8 mét. Người ta hỏi là kho thuốc trên có đạt quy định về diện tích và dung tích theo thông tư 03 hay không? Và diện tích xếp hàng, chiều cao khối hàng có đạt yêu cầu theo quy định hay không? Cái này là kiểm tra thực tế là không anh chị. Thì trên cái hồ sơ của mình gửi lên á, thì mình có ghi cái kho của mình và cái thông số kho về diện tích, về dung tích. Nhưng khi kiểm tra đó thì nếu như mà người ta thấy là cái kho có vẻ nó quá nhỏ thì có thể người ta đo lại xem có đủ quy định hay không. Rồi người ta xem cái việc bố trí sắp xếp thuốc ở trong kho nó có phù hợp hay không. Rồi, như này những cái công thức mà còn nhớ ha mấy anh chị. Nãy có chiếu mấy công thức này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết từng vấn đề một nha. Rồi, diện tích kho của mình là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Dài nhân rộng bằng 34,6 m, lớn hơn 30 là đạt yêu cầu. Dung tích kho dài nhân rộng nhân cao là ra 124,4 m khối cũng đạt luôn. Tại cái chuẩn của mình có 30% mà, nên này mình đạt rồi. Rồi diện tích xếp thuốc. Cái kho của mình 34,6 mét vuông mà mình xếp thuốc ở đây là 26 mét vuông. Đó. Như vậy mình tính ra cái hệ số sử dụng là A là 0,75. Thấy không? Lấy 26 chia 34,6 0,75. Như vậy cái quy định của Bộ Y tế là A chỉ tới khoảng 0,6 thôi. Mà này A tới 0,75 lận, cho nên là nó không đạt. Nha. Có nghĩa là bây giờ cái kho của mình nó nhỏ mà có lượng thuốc mình nhiều quá đó, thì tại thời điểm kiểm tra là mình không đạt. Như vậy thì phương án giải quyết là sao, mình không thể bỏ bớt thuốc ra được, tại thuốc của mình mà, vậy phải có cái phương án mở rộng thêm kho nha. Rồi tương tự như vậy, chiều cao sắp xếp khối thuốc cũng không đạt luôn. Chiều cao xếp khối thuốc thì bằng K nè nhân A H nhỏ chia H lớn, đây là công thức gốc đó. Thì bây giờ mình sẽ tính cái hệ số K này nè. Xem coi nó ra nhiều. Thì theo quy định là K là khoảng 0,5 thôi. Mà ở đây K tới 0,58 mình cũng không đạt. Đó. Như vậy cái kho của mình nó quá nhỏ so với lại cái khối thuốc. Do vậy mình phải mở rộng thêm kho. Đó là cái cách mà mình giải quyết. Vậy thì sau khi tính toán rồi mình không đạt. Ví dụ như mình có thể giải thích tại thời điểm này là do là cái lượng thuốc nhiều. Lượng thuốc về nhiều và chúng ta chưa có kịp xuất hàng đi. Dẫn đến là mình để tạm ở trong kho, để trong kho như vậy thì cái hệ số sử dụng diện tích, hệ số sử dụng thể tích nó vượt quá quy định. Nhưng mà sau khi xuất kho thì cái kho nó sẽ đảm bảo đó. Còn nếu như mà cái tình trạng này thường xuyên, tức là do cái hoạt động kinh doanh của mình tốt rồi, cái lượng thuốc dự trữ nó nhiều đi, nhiều lên, thì chúng ta phải mở rộng thêm kho đó. Cái này là khi kiểm tra là có giải trình đó mấy anh chị. Khi kiểm tra xong là cái này nó nằm vô cái trường hợp là không đạt là báo cáo khắc phục. Sao báo cáo khắc phục thì mình báo cáo, mình báo cáo giải trình thôi. Ví dụ như mình giải trình nó cũng hợp lý thì có thể là cho qua, cho chấp nhận, đoàn có thể chấp nhận cái giải trình của mình. Tuy nhiên đoàn xuống kiểm tra bất kỳ mà lúc nào cũng kho cũng đầy ắp như vậy đó thì chắc chắn là không được. Ví dụ như tại thời điểm này mình có thể giải thích như vậy và công ty có kế hoạch mở rộng thêm kho,
tại vì mở rộng thêm cái kho thì nó phải tốn kém thêm chi phí, có thể là mình chưa có chuẩn bị kịp, thì mình có giải trình là có kế hoạch đó. À, nhưng mà nếu mà đợt sau xuống kiểm tra mà cũng y như vậy nữa thì chắc người ta không chấp nhận cái lời giải thích của mình ha. Rồi, về điều kiện bảo quản ở trong kho thì khu vực bảo quản phải được thiết kế hoặc điều chỉnh làm sao để đảm bảo các cái điều kiện bảo quản yêu cầu. À, khu vực này phải sạch sẽ, phải khô ráo và được duy trì ở một cái mức nhiệt độ chấp nhận được. Cái mức nhiệt độ chấp nhận được là dưới 30 độ C hả anh chị. À, thuốc phải được bảo quản ở vị trí cao hơn sàn nhà và có không gian phù hợp cho phép việc dọn dẹp vệ sinh và kiểm tra. Các giá, các kệ thuốc thì phải được duy trì ở tình trạng sạch sẽ và phải được bảo dưỡng. Và đây là một số cái hình ảnh đó mấy anh chị, hình ảnh ở trong kho thuốc. Thì đây là cái hình mà chụp thực tế nè mấy anh chị đó. Ví dụ như thực tế mình thấy kho mình nhỏ xíu mà giờ mình đâu có cái khu biệt trữ được đó, thì bây giờ mình có thể lấy cái tủ mình làm cái khu biệt trữ nha. À, hoặc là giờ mình không có cái tủ gì, mình có cái tủ mà nó có nhiều ngăn vậy nè cũng được luôn mấy anh chị, mình làm tủ biệt trữ nha. Nó thì đây là những cái hình ảnh để minh họa cho mình thấy thuốc phải để trên giá kệ nè đó, phải cao hơn sàn nhà. Và nếu như cái thuốc của mình là những cái thuốc mà dạng mà chai thành phẩm giống vậy nè, chứ không phải nguyên cái thùng lớn á, thì giữa hai cái khoảng cách giữa hai cái kệ này nè khoảng 0,7 mét. 0,7 mét sẽ đủ một người lớn mình di chuyển để mình có thể kiểm kê, mình lấy thuốc dễ dàng. Còn những cái kho lớn như thế này á, thì với những cái quy cách đóng gói là cái thùng thuốc lớn vậy đó, thì thường người ta sẽ đặt trên cái pallet ha, và cái khoảng cách này nó phải đủ rộng để cho cái xe nâng nó hoạt động được. Tại vì khi mình lấy không phải bưng từng thùng ha, mà cái xe nâng nó sẽ nâng nguyên một cái khối luôn. Rồi, về điều kiện bảo quản thì các điều kiện bảo quản và xử lý sản phẩm phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của cơ sở. Những điều kiện bảo quản thuốc phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất mà đã được ghi trên nhãn và ghi trong cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. Phải có sẵn các cái phương tiện để bảo quản tất cả các thuốc trong điều kiện phù hợp. Nha. Đó. Thì bây giờ mình thí dụ đi, cái thuốc của mình nó bảo quản lạnh anh chị, mà mình không có cái kho lạnh nha, mình không có thể duy trì được cái kho lạnh, nhưng mình có thuốc bảo quản lạnh thì mình sẽ có tủ lạnh nha, mình sẽ để trong tủ lạnh cảm ơn chị nha. À, rồi hoặc là mình để trong tủ mát nó thì sẽ có những thuốc bảo quản lạnh, bảo quản mát. Những cái điều kiện bảo quản này thì phải được ghi chép, được lưu hồ sơ đó. Thì cái phần ghi chép lưu hồ sơ hôm qua có nói với anh chị rồi ha đó. Và cái việc ghi chép này á, thì cái số liệu phải sẵn có để sẵn sàng xem xét. Tức là bây giờ cái sổ mà ghi chép về số liệu về 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 nhiệt độ, độ ẩm là mấy chị phải để trong kho ha, để mình có mình theo dõi. Còn cái số liệu mà dữ liệu mà chúng ta xuất từ cái nhiệt kế tự ghi thì phải có sẵn trong máy. À, cái việc kiểm tra nhiệt độ còn phải được thực hiện tại một cái khoảng thời gian xác định, thì cái này hôm qua có nói rồi. Nhân viên kho mình sẽ kiểm tra 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều ha. À, thiết bị dùng để theo dõi điều kiện bảo quản phải được kiểm tra theo các khoảng thời gian phù hợp đã định trước, và kết quả kiểm tra phải được ghi chép và lưu lại. Rồi tất cả hồ sơ theo dõi phải được lưu ít nhất cho đến khi hết tuổi thọ của thuốc được bảo quản cộng thêm 1 năm nữa. Đó. Như vậy thì đối với thuốc kiểm soát đặc biệt các anh chị thì mình sẽ lưu sau khi hết hạn là mình lưu thêm 2 năm, còn thuốc thông thường thì sau khi hết hạn mình lưu thêm 1 năm. Rồi, trong kho của mình phải làm một cái việc nữa, đó là mình sẽ thực hiện một cái test, một cái thử nghiệm đánh giá độ đồng đều nhiệt độ ở trong kho. Thì phải đảm bảo cái kho của mình á, cái kho của mình phải đảm bảo đồng nhất về nhiệt độ trong toàn bộ kho bảo quản, và các thiết bị theo dõi nhiệt độ phải được đặt ở những cái khu vực mà có khả năng dao động nhiệt độ nhiều nhất. Và trong những cái thiết bị theo dõi của kho mình á, thì phải có ít nhất một cái thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất ghi phù hợp, thường là 30 phút trong 1 lần đó. Thì người ta ghi là thường là 1 đến 2 lần trong 1 giờ tùy theo mùa đó, thì khoảng mình có thể cài đặt nó ghi là 30 phút 1 lần hoặc là 60 phút 1 lần. Và thiết bị dùng để theo dõi các điều kiện bảo quản cần phải được hiệu chỉnh theo tần suất xác định. Thì ở đây có quy định luôn đó mấy anh chị, là 1 năm mình phải đi hiệu chỉnh 1 lần. Mình mới mua cái nhiệt kế về thì mình sẽ gửi qua cái trung tâm đo lường chất lượng đó để hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn là để xác định được cái nhiệt kế này nó đo đúng ha. Rồi sau khi hết 1 năm thì mình sẽ tiếp tục gửi cái nhiệt kế này đi hiệu chuẩn lại. Và đây là hình ảnh của một số cái
trang thiết bị ở trong kho nè mấy anh chị. Đây là máy điều hòa thì mấy anh chị chắc nhà nào cũng có rồi ha, mùa này chắc mình sử dụng máy điều hòa nhiều nè. Rồi đây là cái nhiệt kế với cái ổng kế, nhiệt kế đồng hồ của mấy anh chị, thì cái này hồi trước mình xài nhiều nè, bây giờ vẫn còn nha mấy anh chị. Nhưng mà bây giờ thì luật quy định là mình phải có thêm một cái nhiệt kế tự ghi. Không? Cái nhiệt kế tự ghi này nè mấy anh chị, thì nó tự động mà nó cảm biến nhiệt độ môi trường và nó sẽ tự ghi 30 phút, nó sẽ ghi nhận kết quả một lần và nó sẽ lưu vô bộ nhớ, rồi chúng ta sẽ xuất cái dữ liệu này nha, vô máy tính. Đó. Ví dụ như có những cái nhiệt kế nó đo được nhiệt độ âm luôn. Đó. Về cái phương tiện vận chuyển và trang thiết bị, tất cả các cái phương tiện vận chuyển và thiết bị được sử dụng trong cái hoạt động bảo quản, phân phối hoặc xử lý thuốc phải phù hợp với mục đích sử dụng và phải bảo vệ được thuốc ha. Thì chúng ta phải có những cái xe chuyên dụng để vận chuyển thuốc, và chúng ta khuyến cáo mình là nên sử dụng các phương tiện vận chuyển và trang thiết bị bảo quản chuyên dụng ha. Tức là mình phải có cái xe chuyên dụng đó, và mình phải có những cái quy định, tức là phải có các SOP quy định về đảm bảo cái tính toàn vẹn của sản phẩm không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Ví dụ giống như bây giờ cái mình vào vận chuyển kháng sinh đi, xin lỗi, vận chuyển cái vaccine đi, vaccine là phải bảo quản lạnh hoặc là bảo quản đông lạnh. Như vậy cái xe của mình phải là xe lạnh ha, xe mình có hệ thống lạnh. Còn nếu như giờ mình vận chuyển một cái số lượng ít đó thì mình phải để trong thùng lạnh. Nên mấy anh chị thấy là, ví dụ như ở cái trạm y tế khi mà tiêm chủng đó mấy anh chị, thì ở trạm y tế cái điều kiện bảo quản á, thì nó cũng không được đảm bảo như ở trung tâm y tế, cho nên nó là trước cái buổi tiêm vaccine á, thì cán bộ của trung tâm y tế đó, cán bộ của trạm y tế đến trung tâm để nhận cái vaccine về, nhận vaccine về và người ta để trong một cái thùng lạnh để bảo quản, và sau khi tiêm xong cái số vaccine mà tiêm không hết đó thì sẽ trả lại trung tâm để chị, để đảm bảo cái điều kiện bảo quản, tại vì có khi là ở trạm nó cái điều kiện bảo quản nó không đảm bảo như ở trung tâm. Đó. Thì bây giờ trong cái quá trình mà vận chuyển đó, thì phải luôn luôn duy trì nhiệt độ lạnh. Và đây là một số cái hình ảnh mấy anh chị. Ví dụ như là bây giờ mình đi giao hàng mấy anh chị, thì mình giao hàng bằng xe tải nha. Ví dụ số lượng lớn đó, thì cái xe tải không phải xe tải thông thường mấy anh chị, thì nó cũng là cái xe tải bình thường, nhưng mà phải được thiết kế lại. Bên trong nó có cái hệ thống cách nhiệt nè, và phải có cái nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ ở trong cái quá trình mà vận chuyển. Rồi, thì chúng ta có thể giao hàng bằng cái xe ô tô không? Nhưng mà giờ chúng ta cũng không có để được để thuốc lẫn lộn với lại những cái vật dụng khác, những cái thí dụ thức ăn hay gì đó, thì chúng ta phải để trong cái thùng đó anh chị. Thì nếu mà chúng ta giao hàng bằng xe ô tô nè, thì chúng ta để trong cái thùng này thùng bảo ôn mấy anh chị. Không, cái thùng này á thì nó sẽ giống như cái thùng mà người ta đi giao hàng thôi. Mấy anh chị thấy mấy giờ mình đặt hàng online, thấy người ta đi giao hàng có cái thùng đúng không? Đó thì cái thùng này nè, ngoài bằng nhựa bên trong có một lớp cách nhiệt đó. Và mình để thuốc bên trong này nè. Và khi mình đi giao hàng á thì mình sẽ để cái thùng này lên xe máy nè ha, rồi mình chạy đi giao hàng. Ở đây thì cô cũng để luôn cái tên của cái công ty, tại vì để cho mấy anh chị thấy đây là cái thùng này chụp hình thực tế chứ không phải tôi Photoshop tôi dán vô ha. Thì tóm lại là mình đi giao hàng vận chuyển thuốc là phải có cái xe chuyên dụng nha. Và trên cái xe này nè mấy anh chị, trên cái xe giao hàng này nè, đó thì sẽ có cái nhiệt kế ẩm kế để mình theo dõi cái nhiệt độ trong cái quá trình mà mình vận chuyển, trong trường hợp là mình vận chuyển thuốc với số lượng nhiều và đi xa mấy anh chị. Còn ví dụ như mình chỉ đi giao hàng trong nội ô thành phố á, thì mình sẽ giao hàng bằng cái thùng bảo ôn này nè. Thì trên cái thùng bảo ôn này thì mình khỏi cái không cần cái nhiệt kế ha, không cần nhiệt kế, tại vì mình giao số lượng thuốc ít chỉ gần đó, thì mình di chuyển bằng xe máy. Còn số lượng nhiều thì trên xe này nè phải có cái nhiệt kế ẩm kế, là phải có sổ ghi lại nhiệt độ độ ẩm, phải có sổ theo dõi trong cái quá trình mà giao hàng. Rồi đó là bài số 6 của mình ha mấy anh chị. Thì trong cái nội dung trong giáo trình của mình thì nó rất là dài, nó 21 nội dung lận. Tuy nhiên ở đây thì cũng gói gọn lại cho mấy anh chị ha. Rồi bây giờ chắc mình giải lao chút kia mấy anh chị, tại vì mình sẽ còn một bài nữa. Thì trong buổi sáng này thì mình sẽ hoàn thành luôn cái bài còn lại ha. Buổi chiều thì mình nghỉ và mình làm kiểm tra một tiết để cho mấy anh chị cũng thông thả, cho nên sáng nay là mình sẽ học luôn hai bài. Rồi bây giờ